Hàng triệu găng tay y tế đã qua sử dụng được chuyển đến Mỹ, mới đây CNN dẫn kết quả điều tra riêng của hãng này cho biết, hàng chục triệu găng tay y tế đã qua sử dụng đã được nhập khẩu từ Thái Lan vào Mỹ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Tại Thái Lan, nhiều doanh nghiệp bất hợp pháp đã xuất hiện trong thời đại dịch, ở đó những người lao động nhập cư đã giặt tẩy và tìm cách làm mới găng tay y tế dùng một lần do nhu cầu toàn cầu đối với mặt hàng này tăng cao. Sản phẩm này sau đó được chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau. Theo hồ sơ nhập khẩu và các nhà phân phối đã mua chúng, một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng cho thấy hàng triệu găng tay y tế giả và găng tay y tế đã qua sử dụng như vậy đã được chuyển đến Mỹ. Douglas Ten, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp nhấn mạnh, có một lượng lớn sản phẩm không đảm bảo chất lượng, trong đó có những găng tay bẩn đã qua sử dụng và kém chất lượng được đưa vào Mỹ, mà các cơ quan liên bang có vẻ như bây giờ mới bắt đầu biết là có quy mô khổng lồ. CNN cho hay cuộc điều tra được thúc đẩy bởi một báo cáo của một công ty Mỹ, đơn vị đã liên hệ với cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ và cục quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA vào đầu năm nay. Sau khi nhận được một lô hàng găng tay bẩn từ Thái Lan, tuy nhiên công ty Thái Lan chịu trách nhiệm về lô hàng vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ít nhất là tháng 7 năm nay. Tháng 8 vừa qua, FDA đã ra lệnh tịch thu các lô hàng thiết bị bảo hộ cá nhân từ một công ty Thái Lan ở biên giới Mỹ, 5 tháng sau khi cơ quan này nhận được những khiếu nại đầu tiên từ các doanh nghiệp Mỹ. FDA nói với CNN rằng họ không bình luận về các trường hợp riêng lẻ nhưng đã thực hiện một số bước để tìm và ngăn chặn những người bán các sản phẩm không được phê duyệt. Hiện chưa có báo cáo nào về việc có bất kỳ nhân viên y tế hoặc bệnh nhân nào bị tổn hại sức khỏe do sử dụng găng tay nhiễm bẩn. CNN lưu ý rằng chính quyền Mỹ và Thái Lan đã mở một cuộc điều tra về mạng lưới này. Cơ quan quản lý y tế Thái Lan được cho là đã tiến hành ít nhất 10 cuộc truy quét trong những tháng gần đây nhằm vào những người buôn bán găng tay đã qua sử dụng.